thay đổi cái công thức khác nữa. Tại tốn thêm một cái thời gian phải đúng nghiên cứu rồi. Lâu nữa nên là phải là cứ từ từ ngày qua ngày đúng không? Nghe nữa kìa. Mấy cái này là mình như vậy cái xong rồi mình đánh lên thì là nó sẽ rất là ngon không chị? Đúng rồi. Cái bột này á là mình trộn sẵn ở nhà hay là bột này là chị mua rồi nó có sẵn như vậy rồi? Cái này là cái bột chị tự pha chế chứ không có bột mua bột sẵn nha. Nhưng người ta là người ta mua bột sẵn nó pha chế sẵn nhưng mà cái này là mình tự pha chế chứ mình không có mua bột sẵn. Mua nếu mà mua cái bột mà người ta chứ cho dù kính thì kính như thế nào thì dầu nó vẫn thấm vào trong trái chuối đúng không chị? Có nghĩa là nó thấm, nó ráo xuống, là mình để vậy nó rớt xuống thì nó sẽ ở dưới cái phần dưới cái chân, nó không thể rớt ra hết được. Lên mình phải xăm lại cho nó hết, cho nó ráo. Châm lại dầu chảy ra. Mà chị để lên nhìn coi đẹp ghê á. Cái màu chuối này nè, em thấy cái màu nó lên màu đẹp thiệt là đẹp luôn á. Có phải là nhờ vừa đường với lại vừa các bạn thấy không? Bánh rất là giòn và rất là ráo dầu. Cái màu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bẻ ra cho các bạn thấy cái bên trong của chuối chiên nè. Wow, bẻ ra là nghe tiếng rơm rớp giòn rụm luôn. Wow. Và nóng ở bên trong nha. Khói lên nghi ngút luôn. Mình mời mọi người nha. Bánh chị Hải chiên rất là giòn luôn nha mọi người. Bột chị pha cực kỳ đơn giản mà bánh chiên ra rất là ngon, khô dầu, không hề bị thấm dầu. Đã vậy còn rỗng ruột bên trong nữa. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Hãy cùng với Châu và Bò đi đến quán của chị để xem coi công thức nào và bí quyết nào mà làm cho trái bánh ngon đến như vậy nha. Mời mọi người nha. Ngon quá. Dạ em chào chị ạ. Tụi em là kênh Châu Bò Review, chuyên review và giới thiệu những cái quán ăn đường phố ngon cho mọi người đó. Thì bữa nay nhân cái dịp là đi ngang quán chị, nhìn rất là ngon và sạch sẽ, thì em muốn được là có cơ hội là quay lại về cái quá trình chị chiên chuối nè, rồi giới thiệu quán của chị cho mọi người luôn. Thì em xin phép chị quay nha chị. Được rồi, chị cảm ơn nha. Dạ. Vậy bây giờ mình vừa làm mà mình trò chuyện với nhau, mình giới thiệu về quán của mình nha chị. Đầu tiên chị cho em biết tên đi, chị tên gì nè? Chị tên Hải. Chị Hải. Chị tên chị Hải. Dạ, quán của mình ở đây á là chỗ này kêu là chỗ nào để cho các bạn có thể tìm được ạ? Cái chỗ này là ngã ba chợ Hài Mỹ em ạ. Dạ, ngã ba chợ Hòa Mỹ á chị. Chợ Hài Mỹ. Chợ Hài Mỹ. Hài Mỹ, trời tên khó đọc quá. Cái này là đường Thuộc Khoa Huân, dạ. Gần ngã ba chợ Hài Mỹ. Dạ. Có nghĩa là mình nó đối diện ngã ba chợ Hài Mỹ đó, cho xé một chút. Dạ, ngã tư Hòa Lân, đường Thủ Khoa Huân. Đường Thuộc Khoa Huân. Chợ Hài Mỹ. Công ty hay trước trường học chị không nè? Cái này là gần kề bên trường học của Bảo Ngọc. Này có nghĩa là em nói là đối diện sữa Gia Bảo. Siêu thị sữa Gia Bảo và ngay trước cổng trường mầm non Bảo Ngọc. Các bạn rất là dễ tìm nha, số 19-1 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thành phố Thuận An luôn rồi. Bây giờ hiện giờ là chị đang lột chuối ra cho mọi người xem nè. Chuối này là mình lựa như thế nào vậy chị để chiên được trái chuối ngon? Cái chuối này là mình khi mình lựa là mình lựa cái chuối nó vừa. Dạ. Nó vừa tầm cái chuối vậy này. Dạ. Và chuối thì nó phải chín, gọi là chín mùi. Dạ. Nó đừng có sống, nếu mà chuối mà nó còn xanh nó thì là chiên nó không có ngon. Dạ. Cho nên mình lựa cái chuối là mình phải lựa nó vừa chín như mùi như vậy là chiên cái bánh lên nó rất là ngon. Dạ. Cái loại chuối này mình gọi là loại chuối gì vậy chị? Cái này là nó chuối xiêm đen. Chuối xiêm đen, phải đúng chuối này thì mới làm món chuối chiên truyền thống được đúng không chị? Đúng rồi, thì cái chuối nó mới ngon, cái bánh nó mới ngon được. Dạ. Những cái loại chuối khác lại không làm được hả chị? Nó làm được mà nó lại không ngon, nhưng mà chỉ có là cái loại cái bánh chuối này là chỉ có chuối xiêm thì mới làm được, còn lại chuối khác là không làm được. Dạ, đây là đó, nguyên một cây, nguyên một nải chuối luôn mà mình được là tất cả đâu em thấy hình như cỡ khoảng là 15 trái phải không chị? Dạ. 15 trái như vậy là chị làm một mẻ bánh một lần luôn như vậy á phải không? Cái này một mẻ là ví dụ như là một mẻ mà chị làm là
dữ lắm nha. Dạ. Là được đầy lắm, là cái ép gì được 7 đến 8 cái là đầy dữ lắm một cái chảo dầu. Dạ, một cái mẹ không nhiều hơn được. Không được chị? Nhiều hơn được, đúng rồi. Cái này là mình luôn luôn mình phải vớt những cái phần bột thừa đó, phải không chị? Ừ, có nghĩa là cái bột thừa nó rớt xuống nó cháy. Dạ. Rồi lại mình vệ sinh cho nó sạch cái chảo dầu. Dạ. À, em thấy là chị có cái miếng giống như cái miếng tạo khuôn khi mà ép chuối á. Ừ. Là mình cũng đổ lên đó một chút xíu dầu cho nó không có dính đó, phải không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Thường là trái chuối nào ép để xuống để mình làm á là chị cũng phải ép dầu. Dạ. Chị cũng phải lấy dầu á, chị chuốt dầu vô cho nó phải dính cái trái chuối. Dạ. Và cái chảo dầu là khi nào mình luôn luôn mình cũng phải vệ sinh sạch sẽ, mình vớt cái chảo dầu. Dạ. Khi mà người ta muốn ăn mà người ta nhìn thấy cái chảo dầu của mình nó sạch sẽ, nó trong. Dạ, nó sạch sẽ rồi. Là người ta an tâm nè. An tâm. An tâm nè, là đúng coi rồi. Như là trời muốn mua rồi đó. Ừ. Đó, cái chảo dầu nó quyết định nhiều lắm. Đúng mà rồi. Cái đặc biệt cái món chuối chiên này là coi như là chiên ăn liền, đó là cái lúc mà người ta mua là cái lúc mà mình đang chiên luôn. Nên là thấy cái chảo dầu là quyết định nhiều thứ lắm đó. Dạ, chị đang làm gì ạ? À, chị đang làm bột để chiên bánh chuối. À, vậy hả? Cái này là bột để một hồi mình chiên chuối đó hả chị? Ừ. Wow. Là cái này mình chị pha lên rồi một chút nữa mình sẽ nhúng cái chuối vô, phải không chị? Ờ, đúng rồi. Dạ. Em thấy là có bột nè, rồi chị cho chút nghệ, rồi cho đường nữa. Muối nè. Dạ, muối nữa hả chị? Muối rồi chị mè nữa. À, chị có bỏ thêm mè nữa kìa. Mấy cái này là mình như vậy cái xong rồi mình đánh lên thì là nó sẽ rất là ngon, phải không chị? Đúng rồi. Cái bột này á là mình trộn sẵn ở nhà hay là bột này là chị mua rồi nó có sẵn như vậy rồi? Cái này là cái bột chị tự pha chế chứ không. Ủa? Có bột mua bột sẵn nha. Ừ. Nhưng người ta là người ta mua bột sẵn, nó pha chế sẵn, nhưng mà dạ. Cái này là mình tự pha chế chứ mình không có mua bột sẵn. Ôi. Mua nếu mà mua cái bột mà người ta trộn sẵn á thì chiên cái bánh nó sẽ không ngon. Dạ. Vậy là mình phải mình phải tự mình pha lại thì là nó mới ra được cái bột để chiên chuối cho ngon, không chị? Ừ, đúng rồi. Tự mình pha chế mình làm thì nó vừa khẩu vị, nó hợp khẩu vị hơn. À, bởi là, vì là gia vị hồi nãy đó, không chị? Ừ, đúng rồi, mình cũng bỏ bột bỏ đường rồi mình thêm cái gia vị như là mắm muối mè đồ này kia đó thêm vô một chút. Em thì... biết là thường thường á là bột chuối chiên chủ yếu là bột mì với lại bột gạo, không chị? À, đúng rồi. Còn có nhiều quán là người ta còn bỏ thêm cả bột đậu xanh, bột đậu nành nè. Ừ. Rồi còn của mình là thì là bột của mình mà để ngon vậy á, có thêm bột gì nữa không vậy chị? Không em. Giờ cái này là bột vào là phải đánh lên như vậy nè nha. Mình thấy bột cũng rất là đặc, cái nước bột đặc ghê. Cái này mình phải pha đặc như vậy á hả chị? Ừ, nó phải vừa mới được chứ nó lỏng là không có được. Sao mới là vừa vậy vậy chị? Cái bột mà nó như gọi là nó lỏng vừa vậy nè, vừa nếu mà nó lỏng quá thì là cái bột nó mình chiên bánh nó sẽ không có được phồng mà nó hay bị bể. À. Ừ. Vậy là cái mà cái hình dạng với lại cái độ giòn hoặc là cái bánh nó có đẹp hay không á là phụ thuộc rất là nhiều vào cái lúc mà mình pha bột như vậy, đúng không chị? Đúng rồi. Vậy cái liều lượng mà để mà chị pha đó là chị tìm tòi bao lâu mới được vậy? Nó cũng một thùm lắm, một thời gian em. Vậy hả chị? Ừ. Chứ là làm tới không tới chị gia giảm này kia mới được ra cái loại bột mà mình mong muốn, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nè, tiêu chí của chị á, cái lúc mà chị làm cái bột này nè là để cái bánh như thế nào là mới là đúng cái mong muốn của chị vậy? Cái bột mình nó khi mình làm lên cái bánh nó phải giòn xốp. Dạ. Ừ, nó phải phồng mà nó giòn nó xốp. Dạ. Thì khách hàng ai ăn cũng gọi là ưng ý vừa khẩu vị. Cái đó khi đó mình mới thấy mình hài lòng. À, vậy cho em hỏi chị chút xíu đó nè. Ừ. Em không hỏi về là thành phần cụ thể gì hết. Cái đó là mình phải tốn công rất là nhiều mình mới tìm được cái công thức đó rồi. Nhưng mà giữa gì có nhiều người ta cho là vậy nè, là phải là càng nhiều loại bột vô, càng nhiều loại bột của loại quả này rồi loại hạt kia. Gọi là mỗi người một cái công thức đó em ạ. Dạ. Ừ.
chứ như chị thì chị làm bột nói chung là nó cũng chỉ là đơn giản thôi. Dạ. Ừ. Vậy thôi đó, thì chị làm bột thì nó đơn giản thôi, cũng còn nhiều người thì nói chung cũng nhiều người ta thì làm bột thì nó giúp con là nhiều cái công thức để dạ. mình pha chế. Có người người ta lại còn bỏ nước cốt dừa, rồi vào gần đây là còn lại bỏ thêm phô mai cho nó béo nữa. Ừ. Em thấy đủ hết. Thấy cái theo công thức của mình thôi. À. Thì thành ra là mình những cái công thức kia thì mình không có, mình thấy cảm thấy là làm theo cái công thức của mình là cái bánh nó sẽ chuẩn rồi thì mình sẽ không có làm công thức khác thêm nữa. Dạ. Tại vì nếu như mà làm thêm thì nó lại phải thay đổi cái công thức khác nữa. Tại ừ. tốn thêm một cái thời gian phải đúng nghiên cứu lâu nữa. Ừ. Nên là phải là cứ từ từ ngày qua ngày đúng không chị? Ừ. Chứ nó không dễ gì mà tự nhiên mình làm mà nó ra được ngay đâu, nó không rất là khó. Dạ. Ừ. Làm nữa mà nó không có chuẩn, cái công thức nó mà không chuẩn một cái là bánh nó bị lệch lạc ngay. À, em thấy cái trong thao bột của chị nè, mè rất là nhiều luôn. Vậy mà một hồi nữa mà mình làm mấy cái lớp trên á, cái đầu nó vớt hết mè lên, cái chị thả thêm mè nữa. À, tại vì cái mè này nó nhẹ, nó lội lên trên. Dạ. Cái mình làm hơi cái này mè cái đầu nó ở trên á. Dạ. Ba mấy cái là mình làm mấy lượt là nó hết. À, nó bám vào trong cái cái bánh chuối. Dạ. Ừ, cái chuối. Cái rồi mà nó hết rồi là mình phải làm thêm cái bỏ thêm mè nữa. Em thấy hình như chị bị phỏng á, phồng chi đúng chuối rồi, mới bị phỏng hôm trước. Bởi vậy không phải ngày nào cũng là dễ dàng đâu. Mới bị phỏng hôm trước chị lấy dạ. dầu ở đây nè. Cũng mong là xong cái đợt này rồi các em quảng cáo đưa lên cho chị bán cho ta nó đắt hàng ha. Dạ, em cũng mong là cái clip này được lan tỏa tới mọi người để mọi người thấy là chị làm trái chuối là rất là đẹp nè. Em thấy chị làm cái khuôn thôi, chị làm rất là đều luôn, rất là đều tay. Mà bỏ vô chị bỏ cũng nhẹ nhàng nữa. Xong cho xong như thế này. Chị ép trái chuối lại rất là chặt nha. Rồi lúc mà chị ép xuống các bạn thấy nè, là chị phải dùng sức để ép mỏng mà đều trái chuối nữa, tức là cái độ dày của nó phải đều hết luôn. Đúng rồi. Và khi mà mở ra thì các bạn thấy nó mỏng như vậy rất là khó lấy, nên là chị lấy rất là cẩn thận. Và các bạn nhìn thấy trái chuối đẹp chưa nè. Đó, rồi phải điều nghệ lắm mới lấy được, tại vì chuối chị lựa chín đúng không? Ừ. Rồi thí dụ như mà nó hơi bị như vậy đó, rồi mình có cái cách nào một hồi nữa cho nó liền lại không chị? Nó bình thường luôn. Vậy hả? Ừ, chị sẽ làm. Hay vậy. Thôi để chị làm cho mọi người coi luôn nha. Ừ. Chị làm nè, tí nữa lát nữa chị lấy lên là nó bình thường. Dạ, em tò mò chút xíu là không biết là chị bán ở đây là bao lâu rồi ạ? À? Chị bán gần 2 năm rồi. Tại chị biết rồi. Sao không? Trời, chỉ cần hỏi cái số năm thôi là biết được là chị rất là có kinh nghiệm rồi. Bởi vì buôn bán mà qua được cái năm đầu tiên á là cái năm thử thách nhất, đủ thứ khó khăn hết luôn chị. Nói chung cái nghề thì chị làm 3 năm rồi. Dạ. Còn mà chị đứng bán ở đây là chị bán hơn 2 năm rồi. Dạ. Đó, đó, từng bước của chị đều là rành rẽ hết. Thôi vỡ miếng nhỏ đi, chị không có lo nữa. Tại vì tất cả những cái cách mà để sửa lại trái chuối là chị đã nằm thuộc lòng lòng rồi đúng không? Mình làm quen tay lắm rồi. Nói vậy là những cái khâu xử lý chị sẽ làm được hết, nó vẫn dạ. là ok. Dạ. Cái đó chỉ có những cái người mà có kinh nghiệm đồ gì thì mới có thể là không có lo lắng mà làm rất là bình thường thôi. Cái đó gọi là phong thái đó chị. Nó còn làm. Rồi chị, khi mà chị chuối của mình ép xong, cái chị bỏ qua bên đây nè, là bột chị đã chuẩn bị xong rồi. Cả một cái quá trình để mà chuẩn bị bột sẵn ở nhà hả chị? Ừ. Nói chung là bột đó là buổi sáng sớm ra là mình làm ở nhà. Còn đến khi rồi mình ra đây là mình làm đến đâu mình sẽ pha chế đến đó. Dạ. Mình chế biến đến đó. Phải có sẵn hết chứ không thôi là không kịp hết chị. Ừ. Là mình chuẩn bị hết ở nhà ra đây là mình làm thôi. Dạ. Cái này là cái khuôn không chị? Cái khuôn. Cái này là mình gọi là cái để mình xúc chuối. Dạ. Xúc chuối. Để đỡ cái chuối á, thả cái chuối vào. Cái này là mình đang nhúng bột chuối sau khi đã ép nè các bạn. Chị nhúng ngập luôn không chị? Ừ. Đây, cái chỗ này là người ta ai cũng sợ hết nè. Đó. Wow. Khéo quá trời luôn. Rồi, chúng ta thả chuối để chiên nước đầu tiên. Và chuối này bột không có bị
không có bị mà ra cái bột dư nhiều hết chị. Cái bột của chị không có bị ra bột dư nhiều. Có nghĩa là cái cách của mình làm. Dạ. Cái chỗ này là khó nhất nè. Ra cái cách mình làm. Dạ. Nếu như mình mà để bột trong cái vá này nhiều á, dạ, thì là đổ xuống dưới cái chảo bột nó sẽ ra nhiều. Dạ. Nó sẽ bị bột dư nhiều. Còn nếu mình làm sạch sẽ trong đây á, thì là ra ngoài là nó không có bột nữa. Em thấy chị nâng trái chuối lên cực kỳ cẩn thận mà. Cái này em thấy là rất là khó luôn á. Rồi chị để lên là chị phải để từ từ luôn nè. Rồi cái phần bột dư nè thì chị mới lắc qua lắc đây, lại. Đây là trái chuối bị đứt nè. Dạ. Rồi trái chuối đứt nè. Các bạn kìa, xem chị làm rất là hay nha. Giống như chị lắc cái nồi này qua lắc em bé chuối này qua lắc lại, cái xong rồi là hết đi được cái phần bột thừa ra ngoài. Đây là trái chuối bị đứt. Rồi đó, chị thả vô nè. Wow, cái lúc thả là chị giữ ngay chỗ cái phần đó để nó liền đúng không? Thì mình thả là mình sẽ rồi, giữ hai. Rồi, giờ nó liền lại rồi nè, như là trái chuối bình thường rồi. Nó như bình thường. Dạ. Vậy là mình không có lo sợ, bởi vì cái kiểu cách của nó mình làm, mình viết là mình sẽ không có sợ. Coi như là cái lớp chiên đầu tiên là nhanh hết chị. Em thấy chị nó cái bộ vừa mới hơi phồng mà chị vớt lên. Vậy là cái kỹ thuật mình nó làm mình sẽ biết rồi, nên mình không có sợ mình xử lý được nó. Dạ. Đây là cái nối, chị nói lại nè. Đây là trái chuối thứ tư nè. Chị đỡ rất là khéo. Và cái cách mà chị để cho ráo nước bột cũng hay lắm. Cái nó là duyên dáng luôn á chị. Nhiều người họ để như nè, họ quẹt qua quẹt lại. Còn chị không có đâu, chị lên cái xong rồi cái chị đưa qua đưa lại, giống như là cái nôi em bé vậy đó. Mỗi một người đều có một cái cách thức riêng á ha. Cái cách chiên của chị ấy, em thấy là chiên từ từ hả chị? Chị chiên từ từ. Mình sẽ làm từ từ thôi, chứ mình không có làm vội. Nói chung là cái khi này bây giờ mình chưa có vội, chưa có hết giờ cao điểm. Dạ. Thành ra mình làm cũng làm từ từ thôi. Dạ. Không có cần phải làm vội. Tức là trong cái cách làm đó, khi mà lâu năm rồi á, thì em thấy mọi người á sẽ có hai cái cách thức mà để làm. Nếu như mà mình vắn thấp á, mình làm từ từ để mà lúc nào cũng có cái bánh, có cái hoạt động ở trong quán của mình á, thì nó khác. Còn cái lúc mà khi mà đông khách đỡ giờ tan tầm cao điểm á, thì cái cách thức mình làm nó lại khác nữa đúng không chị? Đúng rồi. Ở trong cái cách thức mình làm nó cũng như vậy, nhưng mà nó sẽ vội hơn, nó sẽ bị vội. Dạ. Nhưng mà cho dù là làm như thế nào đi nữa cũng phải cố gắng ra cái bánh sao cho nó đẹp, cho nó ngon, để mà người ta ăn, người ta thích rồi người ta quay trở lại ủng hộ mình đúng không chị? Ừ đúng rồi. Bởi vậy chủ yếu là mình là chủ yếu là vậy thôi. Tại vì là mình có nói thì vội như thế nào thì vội, mình cũng phải làm sao cái bánh cho thì ngon. Dạ. Để là khách hàng người ta ăn lần sau người ta quay lại nữa, chứ không có thể là mình vội mà mình ẩu được. Dạ. Nếu mà mình mà vội ẩu là mình sẽ bị mắc sai. Dạ. Cho nên là mình không thể ẩu được. Dạ. Chị chiên một lần hết luôn là nước thứ nhất xong rồi chị mới chiên lần thứ hai không? Em thấy chị mình chiên lần thứ nhất chị để cho ráo dầu nè. Wow. Em thích nhất là cái chỗ này nè. Giống như chị lắc nôi em bé rồi đó. Để cho ráo cái, tức là mình áo cái lớp bột mỏng thôi đúng không chị? Cái nước thứ nhất á, em thấy áo một lớp nước bột mỏng thôi. Có nghĩa là nó vừa đủ cái trái chuối. Nó có vừa đủ cái trái chuối, nó dính đấy, bán cái trái chuối là được rồi. Còn lại bao nhiêu là nó dư là mình bỏ ra, mình gạt nó ra hết. Dạ. Và dầu của chị nhìn ở trên xuống cũng là khá là trong. Em nghe nói á, là nước khách nước ngoài đồ gì á, là người ta thích ăn cái bánh chuối chiên này lắm. Có dịp nào mà khách nước ngoài ghé ngang quán của chị chưa? Có em. Dạ. Người ta ghé là người ta cũng quay, người ta quay chi tiết từ đầu nè. Dạ. Ta ghé ta thấy chị cũng đang làm trực tiếp này, người ta đứng ta quay, người ta chờ ta quay. Dạ. Từng chi tiết á. Dạ thích lắm ha. Ừ. Đôi lúc mà người ta quay mà chị sợ không biết ta quay làm cái gì á. Cái chị nói chuyện mấy người kêu ta quay clip á, kêu ta đăng ấy chứ làm cái gì. Cái đó là người ta thắc mắc, người ta không biết như thế nào, người ta tò mò, người ta muốn quay lên để giới thiệu về cái món bánh chuối của Việt Nam thôi. Còn tụi em á, là bây giờ tụi em quay nè, là tụi em muốn lan tỏa vừa món bánh chuối và vừa quán của mình luôn.
bán được nhiều lắm. Dạ. Cũng có ngày thì bán 300. Wow. Có ngày bán 300-400 trái. Rồi là lúc đó là những cái lúc mà khách nhiều như vậy chắc là làm chắc liên tục luôn hả chị? Ừ, lúc đó là chị làm là không có thời gian nghỉ luôn á. Dạ. Làm mà lúc khi đó là phải có người phụ. Khi đó là có mấy đứa còn hè đó thì dạ, mấy đứa nhỏ như chị nó nghỉ học á, nó ra nó không học, nó ra nó bán phụ. Dạ. Ừ. Còn bình thường như mà chủ nhật hay ngày lễ rồi thì có ông xã chị ra phụ. À. Rồi chị có tính là truyền nghề lại cho con nhà mình không? Con thì chị chắc nó không có làm đâu mà truyền em. Ngộ như vậy á, nhiều khi á, ừ, thấy trước mắt gần gũi vậy á mà không không có thích, nhưng mà nửa mai mốt đi xa rồi lúc đó mới nhìn thấy cái món này, lúc đó mới thèm tới lúc đó mới thấy là cái món chuối chiên của mẹ mình làm rất là độc đáo. Chị xem mà sau này á tụi nó sẽ nhớ tới vậy đó chị. Ừ. Đây là đợt này là chị đang áo cái lớp nước thứ hai đúng không chị? Ừ, chị có cái áo nước thứ hai mà nó phồng từ cái này rồi. Dạ, mới có nước thứ hai thôi mà em thấy nó phồng lên rồi kìa. Mới có nước thứ hai nó phồng dữ rồi. Dạ. Cái trái chuối của chị á, lúc mà chiên á em thấy nó phồng rất là đều và cái bột của nó không có bị giống như là cái định hình nó rất là đẹp. Okay. Thì với kinh nghiệm của chị như vậy đó thì cái định hình như vậy nè là quan trọng nhất là cái lúc nào mà mình làm cho cái hình trái chuối nó đẹp được giống như chị vậy. Cái này thì cũng như là mình nó khi quan trọng nhất là cái khi mình ép trái chuối mình thả vô được cái bước đầu tiên luôn á. Dạ. Ừ. Nó quan trọng là cái bước đầu tiên luôn á. À, quan trọng nhất là cái nước đầu tiên, cái lúc ép đầu tiên đó không chị? Đúng rồi. Cái này quan trọng là cái chuối của mình là nó chín phải mùi mới được, chứ nếu nó chín không mùi là nó không thể. À, là lúc đó là nó không có định hình được. Ừ. Cái dạng đẹp như thế này đâu. Đúng rồi. Rồi ok. Từ từ chút xíu thôi thì thả nó cái này nha. Làm không kịp bán luôn. Cái món chuối chiên này là cái mùa nào là đắt nhất vậy chị? Cái mùa mà nói chung là mùa mà trời mát em ạ. Dạ. Trời nó râm râm nó mát là vậy đã bán hơn. Dạ. Em có hứa gì không? Có, lấy hai chị em. Rồi ok. Chị chiên á tất cả là mấy lớp vậy? Ba lớp em. Ba lớp. Có nghĩa là mình áo một ba lần. Wow, ba lớp chị à, nhúng tới ba lần bột nha. Bột nhúng tới ba lần bột lần. Nhúng ba lần bột như vậy á thì cái tác dụng của ba lần bột đó là như thế nào vậy chị? Nó sẽ dày cái bánh và nó kín cái chuối hơn, trái chuối hơn thì nó sẽ trái chuối nó sẽ đẹp hơn. À, nên là cái trái chuối của mình là chiên nhiều như vậy em nghĩ chắc là nó giòn hơn đúng không chị? Đúng rồi. Nó giòn hơn, người ta ăn người ta cũng thích nữa. Có nhiều người sợ chiên nhiều là lại hao bột. Chị nhìn cái trái chuối nó bị lủng ở chỗ nào mà giờ nó hoa mắt rồi không thấy được, thôi để tí nó đi. Ủa nó lủng không được hả chị? Có nghĩa là nó lủng chị tính chị đắp vô trước để tí nữa cho nó khỏi xì bột ra. À, là nó xì là coi như nó không có phồng lên được. Nó phồng mà nó ngấm dầu á. À, nó lại ngấm dầu vô trái chuối nữa, ăn nó bị gắt dầu. Cái gì dầu quá là người ta ăn rồi nghe. Rồi, làm trái chuối em thấy kỳ công ghê vậy đó, chứ không phải đơn giản. Đó giống như đó là chị đang hàng là đang chấm lại mấy cái chỗ mà nó bị lủng đó. Đúng rồi. Rồi mình làm xong một trái chuối như vậy nè thì là mình bán như thế nào vậy chị? Giá cả sao nè? À, như lúc trước á, dạ, chị bán ở dưới Bình Lâm á, dạ, là 7.000 một trái. Dạ. Còn mà chị bán ở trên Tân Nguyên á. À. Tân Nguyên á là 8.000 một trái. À. Ừ. Mà khi đó chị bán á là 8.000 một trái chứ chiên ra là hết. Chiên chuối là hết khoai mà chiên khoai là hết chuối. Chị bán rất là đắt. Ủa mà sao ở trên em từ mới đầu nghe chị kể em bất ngờ lắm. Nghe chị nói là ở trên thành phố là 7.000 nhưng mà xuống Tân Nguyên lại là 8.000. Không, ở dưới gì? Bình Nhâm á. À, Bình Nhâm á là bán 7.000. Dạ. Còn lúc mà dịch xong á, nói chung dạ, là dịch xong á là ra chị bán 8.000. Dạ. 8.000 là tại vì chuối lên hay sao vậy chị? Lúc khi đó là thì nói chung là dịch xong á là tất cả các mặt hàng nó rất là cao. À, cái nguyên liệu đầu vào của đúng mình rồi, cao rồi nên là mình phải lên như vậy.
sầu ra đường bột cái gì nó cao, có khi nghĩa là cái khi đó bán 8.000 á, là một cái can dầu hồi đó nó là 1.300.000 mấy chục ngàn một can, 3 chục lít lên rất là cao. Dạ. Em thấy là lúc mà chị chiên xong rồi để chị để lên trên quầy ráo dầu và để trưng cho mọi người thấy đó, thì em thấy là chị có lấy cái cây đinh để châm vô cái dưới mình, đầu mình... của trái chuối là để chi vậy chị? Để cho nó ráo dầu cho nó sạch, ráo dầu hết cho nó khởi động nữ dầu dưới cái đuôi bánh đó. Các bạn thấy chị rất là cẩn thận không? Cái lúc mà chiên á, nếu mà trái chuối bị lủng ra, chị cũng hàn lại để cho nó không có bị thấm dầu vào. Và cái lúc mà chiên xong rồi là chị cần, thì lúc đó mình lại làm ngược lại hết chị. Mình lại phải châm nó vào để cho dầu nó ráo ra. Nên nếu mà các bạn ăn chuối ở quán của chị thì hãy yên tâm nha, sẽ rất là khô dầu. Người ta ăn cái trái chuối chiên á, người ta cũng sợ bị gắt dầu lắm chị. Nên là cái trái chuối nào mà càng ít dầu á, là người ta lại càng thích ăn. Chuối mình ăn mà nó bị gắt dầu nhất á, là cái sợ nhất á, là cái dầu mà người ta chiên mà nó bị đen rồi. Yeah. Khi cái dầu mà nó bị cháy rồi là ăn cái bánh là nó sẽ gắt dầu. Wow. Với một cái nữa là mình chiên á, là mình ăn ngay thì cái bánh nó sẽ rất là ngon. Yeah. Còn như người ta mà cái bánh mà mình mua nó bị gắt dầu, như mấy người ta lấy hàng người ta bán mà đi bán buổi sáng bán rong bán rong mấy người ta bỏ đấy, là người ta sẽ chiên được qua đêm. Ôi trời ơi. Cho nên là cái bánh nó rất là gắt dầu, nó không có bao giờ mà nó ok như cái bánh của mình hết. Nhưng mà đời công nhân thì nó khổ nhiều khi như người ta chứ. Người thôi thì tiện đó, người ta ăn đại à. Dạ, mà... cũng có nhiều cái nó cũng khó qua được đúng không chị? Ừ. Tại vì nói thiệt ra là đời như cái hồi đó, hồi chị mới đâu trong Bình Dương này, chị rất là hồi đó rất là khổ. Mà nói thiệt ra là hồi đó rất là nhìn thấy cái bánh chuối chiên mình chưa được ăn rất là thèm. Dạ. Mua một trái 5.000 nhưng mà ăn không có được. Tại vì cái bánh người ta chiên đi, người ta chiên lại, người ta chiên qua đêm, người sáng người ta chiên lại, nó đen thui à. Dù sao mình cũng thích là người ta ăn trái chuối chiên được ngon, rồi người ta quay lại người ta ăn nhiều hơn, thì mình nhìn sao mình biết là trái chuối chiên đó là bị để qua đêm vậy chị? Có nghĩa là mình sẽ biết, tại vì cái chuối mà để qua đêm nó sẽ không có được trong cái bánh, nó sẽ bị đen. À, nó đen cái bánh với lại nó không có được căng cái bánh, là cái chuối đó là để qua đêm rồi hả chị? Ừ, nó mềm. Với lại cái bánh của người ta mà nó cái chiên nó để qua đêm, cái bánh nó bột đó, nó sẽ bắt bột, nó bật, cái bánh nó không có mềm mại cái bánh. Dạ. Còn mình là không bao giờ có trường hợp đó đâu, em thấy là chiên mà không kịp để bán nói con... chi là để. Có nghĩa là mình cũng có khi đôi khi nói thiệt thì mình cũng đôi khi lâu lâu cũng có một ngày nói chung là bị ứ động. Nhưng mà nó không đáng kể gì, nhưng mà cái ứ động đó là mình phải giải quyết liền. Dạ. Có nghĩa là chị phải mang đi vòng xung quanh đây, chị chia và cho hết. À, nói chung là sẽ mời người ta ăn giùm. Dạ, một là những khách quen ủng hộ mình, không thôi là chị có những cái có cháu bé hay là gì đó, chị xử lý hết. Chứ có nghĩa thôi. Là mình phải xử lý hết, chứ mình không có để qua đi. Cứ một trái chuối là chị bỏ lại được chút xíu dầu đúng không? Đúng rồi. Cái đó nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái lúc mà chị gỡ cái lớp chuối mỏng này lên, nó không có bị vỡ ra. Em thấy chị làm rất là từ từ nha, khoan thai lắm nha. Có người nào khen chị là chiên chuối mà duyên dáng quá trời luôn không? Chiên một cái mẻ chuối này á là khoảng bao lâu là xong vậy chị? Nó chừng cách chừng 10 hoặc 10 phút thôi, 10 phút là được. Dạ. Nếu như nói chung là cái mẻ mà bắt đầu cái dầu mình mới lên á thì nó hơi lâu một chút, nó lâu sẽ lâu hơn. Dạ. Dụ như cái mẻ đấy mà 10 phút thì mẻ sau mình chỉ 8 phút thôi. Dạ. Ừ. Còn lúc mà dầu mà bắt đầu vô lên rồi đó, dầu lên nóng rồi. Ừ. Rồi mình vô bài rồi mình cứ chiên thì chắc là cỡ khoảng là 5-6 phút là một mẻ đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà để được mà một mẻ 5-6 phút như vậy rồi làm một lúc ba công đoạn, vừa ép chuối rồi vừa tẩm bột cho chuối rồi xong rồi vừa canh chiên ba lớp rồi xong rồi khách lại xong nữa, rồi vừa bán nữa. À, không có hề đơn giản một chút xíu nào. Rồi bình thường là có ai mà phụ với chị không, hay là chỉ có mình chị ở đây bán quán này? Nói chung là cũng có. Dạ. Nhiều khi như buổi chiều tầm 2-3 giờ rồi là có con bé nhỏ, lúc trước thì có em dâu chị con bầu là nó ra nó phụ chị. À. Ừ. Nó ra nó phụ chị. Còn như hôm nay nó về quê rồi thì có nhỏ mấy đứa nó bán ở xung quanh đây nè. Cái lúc mà chiều đông á đúng không? Ừ. Cũng phải có người. Đây, cái lúc mà chị vừa phải lấy chuối lên thì chị sẽ đâm một lỗ để dầu ở trong ráo chảy ra.
chứ cho dù kính thì kính như thế nào thì dầu nó vẫn thấm vào trong trái chuối đúng không chị? Có nghĩa là nó thấm, nó ráo xuống, nó mình để vậy nó rớt xuống thì nó sẽ ở dưới cái phần, dạ, dưới cái chân nó không thể rút ra hết được. Dạ. Nên mình phải xăm lại cho nó hết, cho nó, dạ, ráo. Châm lại dầu chảy ra, lại là họ tiết kiệm được dầu nè, mà ăn lại là ngon hơn nữa. Mà chị để lên nhìn coi đẹp ghê á. Cái màu chuối này nè, em thấy cái màu nó lên màu đẹp, thiệt là đẹp luôn á. Có phải là nhờ vừa đường với lại vừa nghệ mà hồi nãy em thấy chị có bỏ vô không? Đúng rồi, nó có đường và nó có chút bột nghệ là, dạ, cái màu nó lên đẹp vậy thôi. Tại vì cái bột của mình làm đó thì cái màu nó rất là đẹp. Còn như cái bột mà người ta pha chế sẵn mà người ta, dạ, đi bán cho mình á, thì cái, dạ, màu nó lại không quá tươi. Dạ, thì bởi vậy mới là công thức của quán, là mỗi quán một cái riêng là như vậy. Cứ là cái liều lượng pha chế giữa những cái đó nó sẽ tạo ra đúng cái ý của người bán. Giống như chị muốn như thế nào á thì là chị sẽ pha chế đúng theo cái ý của chị. Nên là cứ mỗi một quán chuối chiên là có một cái vị, một cái màu sắc riêng hả chị? Và cũng có những cái câu chuyện riêng nữa. Cũng như nhiều người, có người thì người ta bỏ bột nghệ nhiều. Dạ. Thì chiên lên nhìn thấy cái bánh nó vàng, nhưng mà thực tế thì cái bánh nó không có giòn, nó không có vàng. Cái màu, dạ, nó vàng thôi chứ cái bánh nó không có vàng. Dạ. Bột nó không có vàng được. Còn như những cái bánh mà như là cái bột mà có thể là có nghĩa là người ta mà người ta sẽ pha chế hết, chặt sẵn chung hết, người ta mang bán cho mình đó. Dạ. Mình về mình chỉ có bỏ một thứ đó là mình chế nước mình chiên thôi. Dạ. Thì cái màu bánh nó sẽ tái chứ nó không có tươi. Các bạn thấy không? Bánh rất là giòn và rất là ráo dầu. Cái màu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bẻ ra cho các bạn thấy cái bên trong của chuối chiên nè. Wow, bẻ ra là nghe tiếng rơm rớp giòn rụm luôn. Wow. Và nóng ở bên trong nha. Khói lên nghi ngút luôn. Còn thớ chuối thì rất là nhiều. Và thớ chuối còn giữ được cái vị ngọt á, nên là các bạn nhìn mật chuối vàng ấm ở bên trong luôn nè. Sợi tơi ra. Ngon cực luôn. Mời các bạn nha, bây giờ mình không chịu nổi nữa, phải thử thôi. Ăn thế nào? Bột mỏng căng, rất là giòn xốp, mà giòn xốp mềm. Còn trái chuối thì ngọt rất là đều, nên là cái lớp bột á, nó mỏng, nên là khi mà ăn với lại cái vị chuối ngọt như vậy á, ăn nó đã lắm. Giống như là ăn một cái bánh mà có cái mứt chuối bên trong á. Nếu như mà các bạn có dịp ghé qua bên đây, chắc chắn là các bạn phải thử cái món chuối chiên này, rất là ngon. Quá trời ngon luôn. Chị bày cho cách chiên chuối từ đầu tới cuối luôn nè. Rồi xong lại được ăn trái chuối mà chị vừa mới chiên nữa. Phải nói là tụi em quá ư là rất là quý luôn. Rồi bây giờ thì cũng giống như tụi em, các bạn coi clip này nè sẽ rất là hâm hở về cái món chuối chiên của chị. Vậy thì nếu như mà có một lời nói với các bạn á, thì chị có nhắn gì tới lại các thực khách tương lai có thể lại mua chuối của chị không nè? Nói chung là có hôm nay, bữa nay có các em đi ngang qua đây nè. Dạ. Coi chị làm này, chi tiết này, rồi chụp, dạ, hình này, rồi đăng lên này. Chị rất là cảm ơn và chị cũng cầu mong, cũng mong sao cho các em giới thiệu được quay cái clip này lên cho để đến được nhiều các bạn ở gần xa thì tới ta quán là ghé ủng hộ hàng gì cho nó được tương tác này ha. Dạ. Thì chị cảm ơn nhiều. Dạ. Nói chung bánh thì nó chị làm nó thì cái khâu đoạn này rất là ok. Dạ. Bánh thì rất là ngon. Dạ. Cái là các bạn ăn á thì ghé lại đây ủng hộ chị ha. Dạ. Nên là các bạn nào mà thích chuối chiên có dịp đi qua Thuận An, Bình Dương ở phường Bình Chuẩn thì hãy tạo cho mình một cái cơ hội ghé ngang quán chị để ăn món chuối chiên, mà ăn một lần có thể là các bạn nhớ mãi không bao giờ quên, và cứ có dịp sẽ tìm tới quán của chị nữa cho mà xem. Có nghĩa là các bạn mà cứ đi ăn mà đã đến đây mà ăn một lần là lần sau sẽ kiếm đến chị Hải mua bánh à. Rồi xong rồi, biết nhờ kinh châu bò mà biết tới quán chị Hải rồi. Chị Hải có khuyến mãi gì không? Dạ. Nói chung là chị Hải mà mua lâu chị Hải vẫn vui vẻ, chị Hải vẫn khuyến mãi. Dạ. Cứ khách hàng mà ghé lâu khách hàng cứ ghé lâu ủng hộ chị là chị vẫn khuyến mãi vậy. Dạ. Đó. Ừ. Ok, chị Hải dễ thương quá trời luôn. Không. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Cũng... Bây giờ mình chào mọi người một tiếng nha. Các bạn thấy quán chị Hải rất là ngon đúng không nè? Thì nếu mà thấy quán ngon thì hãy cho bọn một like và hãy theo dõi kênh bọn mình để biết thêm nhiều quán ngon giống như quán chị Hải đây nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Mình chào mọi người một tiếng nha chị. Chào mọi người nha. Chào mọi người nha.
dịp ghé quán nhà hàng bán tiền cho hai nữ nha. Dạ chị. Cảm ơn nhiều chàng nha.